Bàn tay đi lấy mực. Xin chào các bạn, đây là bà Nhung Vlog. Hôm nay bà Nhung sẽ làm cho các cháu một nồi gà siêu cay nhá. Gà siêu cay. Đây các bạn đang coi là đây là hai con gà. Mua 3 con mà 7,5 kg thì các bạn thấy là một con chắc phải là chừng 2 kg mấy rồi. Các bạn coi bà Nhung Vlog chặt gà nhá. Các cháu có thấy bà dùng vlog chặt gà có ghê không? Các cháu nó khoảng 700 một phát thôi. Nay bà dùng vlog sẽ nấu cho cháu một nồi gà siêu cay. Thật là to. Đó, đó. À, nấu bằng nồi hùng vi. Các cháu thấy bà ngầu không? Ngầu không à? Các cháu thấy bà ngầu không? Các cháu thấy bà có ngầu không? Năm nay bà mới có 50 tuổi thôi. Bà rất ngầu. Bà mới 50 nồi bánh chưng. Bà chả biết YouTube là gì. Nay có thằng con Cóc Nhà TV làm YouTube cho bà Nhung Vlog. Đấy, bà Nhung Vlog chặt gà rất là ghê. Đây, các cháu coi một lồi gà. Lồi. Một lồi. Thì vậy mới giống bà Nhung Vlog chứ. Ê, bà Tân Vlog chứ. Hôm nay là rửa tội cho thằng cháu cháu ngoại tiếp tôn. Đây các cháu khán giả đến cho coi bà Nhung Vlog làm đồ ăn rất nhiều nè. Nhà trống to quá trời nè. Rồi hôm nay chúng tôi mời ông dì chú ba vlog về làm món ăn đầu bếp. Đấy, anh không ở nhà đấy, mình kiếm mình. Hôm nay chú ba làm món gì chú ba? Làm món bê thui à? Chú sẽ nấu cho các cháu một nồi bê hấp thiệt là to. Chú là làm cho một nồi bê hấp tía to thiệt là to. Gia vị cho cái món này thì có là nghe có hành tây của anh chắc. Đây là chú ba làm cái món gì, gà gì? Gà ba tê. Ô, gà ba tê hả? Chẳng có bạn người ơi, ba tê là có sẵn rồi, mua hộp hộp không? Để chưa hỏi là làm cho mọi người coi một lôi gà ba tê siêu to. Chờ đón xem nhé. Gà ba tê thơm rất là thơm. Gà băm nhỏ làm gọi nha. Bà đang cất sân, cái sân to ơi là to. Mà không có đứa nào chịu làm
mà không đứa nào nèm cho bà hết. Có một con rể lớn đang nèm kìa. Thấy bà Nhung vlog rồi cho anh đòn được kìa. Sắp sửa này em trai rồi cho nên là đi coi sao là kiếm đứa trai đặt tên hoàng mình. Đây, hôm nay là giáo sư Phúc Lâm lễ rửa tội cho các bé sơ sinh. Mình giới thiệu cho mọi người cái nghi thức rửa tội trẻ sơ sinh ở giáo sư Phúc Lâm. Yên Phước, đủ tên đầu tiên luôn. Tên Thiên Phước đầu tiên luôn. Anh Thư có Bảo Long. Bảo Long. Tên Thiên Phước đẹp rồi. Rồi mày ai chưa tên? Đúng rồi. Cô nào nó liên lạc với chủ chưa? Chúng ta xem. Xem cuốn sổ. Cái tên nó đẹp. Trước khi làm nghi thức thì các ông trùm sẽ phát sổ để cha biết tên thánh tên họ. Ông bà xin hỏi chúng con có cháu điều gì hay chưa xin phép nên cha và con có thấy rằng xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng cầu cho chúng con, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con. Anh chị em trong điện là những đoàn đoàn khác và những người đỡ đầu những trẻ nhỏ đi em đến do đó có thể đến các em sẽ được sống từ sống mới. Anh chị em thì để tâm giáo để các em có những tin để sự sống của Chúa bỏ thể hoàn toàn của cuộc đời mới nhưng ngày càng đời đời trong các em mời nhận được cái tin thật. Thank you.
Pio. Pio. Dạ. Pio cha đỡ con nhân linh cha và con và thánh thần. Pio xe cha đỡ con nhân linh cha và con và thánh thần. Maria cha đỡ con nhân linh cha và con và thánh thần. Maria cha đỡ con nhân linh cha. Xin Chúa toàn năng là thánh kia sinh của chúng ta đã cho các con và tại xin con cho đức và đối với này chính người sức giờ cũng đổ cho các con để sau khi nhà còn với các người các con mãi mãi là sức giờ của Chúa Kitô là kinh tế tiên tri và vương đế đến khỏi sống. Anh chị thân mến, các kẻ mà này đã được tái sinh và trở nên con Thiên Chúa qua thiên thể. Giờ đây trong tinh thần lý tưởng của chúng ta đang được vươn lên Chúa Cha về tinh thần Chúa Giêsu đã dạy tất cả chúng ta. Ngày ra khi chúng con lần đầu tiên cầu chúng con vì đây Cha đã xa, Cha chỉ nên đi Cha về đền quê đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nhân vật hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước các nhớ xin cứu chúng con ra khỏi sự nghiệp. Amen. Anh chị em thân mến, chúng tôi khó khăn cao anh chị em vào tay Thiên Chúa và Cha toàn năng cùng con một buổi ngày là rất thích là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Xin người ban hôn ơn lành cho anh chị em những quý đồng chúng anh chị em để anh chị em và cả chúng tôi những bước đi tới giá trị kinh và cả những hạnh phúc người đã hứa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em bình an. Ơn Chúa. Giờ đây chúng ta hãy về với Maria. Mẹ ơi, đừng đi trong ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin mẹ dạy con ai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con ai tiếng xin vâng.
hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. Vừa xong rồi bắt đầu khóc. từ mỗi gia đình chụp cái mà dạy cho nó uống. Vào đây. Các bà cô đó đấy. Nó trả lại kia. Đại gia đình. Đứng vô tí chụp tấm này chứ là tí. Rồi. Lan. Đứng đó luôn đi. Lan đứng vô Lan. Cuộn nữa cháu, không có đưa khăn bông cuốn chân này, này cuộn mặt là. Còn gấu ấy. Ở đây mát không? Bio. Mát là. Bio ơi, Bio à. Rồi gọi Bio ông Thánh về đấy. Bio mà không dám gọi Bio 10 à. Người giáo hoàng á. Đấy, giáo hoàng đặt tên Bio. Ôi, đừng đổ cho đấy, nó chảy ở mặt nó. Ôi, đẹp không? Đẹp hơn hoặc được không? Bio ơi, Bio à. Nhìn này. Bio ơi, chuẩn bị ăn tiệc nữa. Nhìn ai? Đi lên cái quần dài này, mặc cái áo quần này, mặc cái áo. Nhìn gì à? Đây, món gì hấp tía tô lên mâm. Hả? Tơ. Đây qua đây. Mời mọi người cho từ ra. Rồi quý hết giờ lý do nè. Rồi nghe nè, tập trung nè. Rồi, nay tuyên bố lý do. Rồi rót bia vô. Rồi. Mời bố trẻ tuyên bố lý do hôm nay bữa tiệc nè. Rót bia đi nè. Rồi cầm ly đây, chúc mừng ông bố trẻ hôm nay để con được rửa tôi. 1, 2, 3, vô. Bố tay, chúc mừng bố trẻ. Ông bố trẻ hôm nay mừng quá, cười tay tét rồi. Một,
2, 3, vô. Nhập tiệc thôi, mời mọi người cùng ăn tiệc.